Con chụp hình chim con gửi cho chú đi, mai mốt chú cho tiền. Con chụp hình chim con gửi cho chú đi, mai mốt chú cho tiền. Nguyễn nha mọi người, đây là một cái tài khoản mà chuyên là không phải là không biết là như ý là người thứ mấy luôn rồi đó mà họ bung cái đồng tiền ra là họ làm ăn những chuyện thất nhân vậy đó mọi người nè. Đó, vô kéo cho mọi người xem luôn nè. Nè. Đó. Đây là mọi người thấy không? Đó. Kêu gửi hình đi đàng hoàng luôn nè. Đó. Đây nè. Chụp hình rồi gửi qua Zalo nè mọi người thấy không? Đây nick tài khoản Tài Nguyễn nha mọi người. Đó. Dùng đủ mọi lời lẽ luôn, chú mua xe đạp điện cho con. Đây nè. Đó, chú mua xe đạp điện cho con. Còn rất nhiều nha mọi người. Còn những hình ảnh đồ trị đó mọi người, đây nè. Đó, mọi người thấy không? Dạ thưa Còn quý rất vị, là nhiều. qua video này á thì như là một lời cảnh tỉnh cho những gia đình có con nhỏ, nhất là con gái đó quý vị. Thì trên mạng xã hội thì có rất nhiều thì những người mà dã tâm và những người thú tính và những người mà biến thái đó thì hay lợi dụng mạng xã hội để lừa lừa những bé gái, nhất là bé gái đúng không? Thì bằng tiền để mà dụ dỗ đưa vào những cái hình ảnh nó đồi trụy, nó mang cái tính chất là khiêu khích để mà tính tò mò của các bé. Thì qua video này thì Phong cũng muốn quý vị xem để mà cảnh tỉnh và dần ngõ con cái của mình nhiều hơn. Thì đây là cái nội dung về một người mạnh thường quân ở Mỹ đó, thì ban đầu hỗ trợ nhưng sau những đồng tiền đó lại điều khiển một bé gái, một bé gái bị khờ nữa, 13 tuổi nữa, thì gửi tiền và khiêu bé gái vào phòng hoặc là vào toilet thì sẽ gửi những hình ảnh mà giống như là mát mẻ hoặc là khiêu chụp những cái bộ phận cơ thể. Thì cái này là một cái mà phải là lên án những hành động xấu xa của gã đàn ông này, và nếu người nhà của người đàn ông này nếu thấy cái đó thì như thế nào. Thì Phong sẽ gửi qua video này giữa người đàn ông ở bên Mỹ gần 70 tuổi và bé Như Ý ở Sóc Trăng 13 tuổi, thì ông ta đã dùng lời lẽ nào để mà dụ cho bé qua một thời gian là khoảng 5 đến 10 bữa. Mời quý vị hãy cùng xem. Thấy cái điện thoại của chú không? Nhớ chụp màn hình lại cho chú nghe cái hình cái mặt ông đó nha. Rồi, anh nói chuyện Rồi chú chú. Rồi, ok. Con nghe là chú. Con vô phòng rồi. Nói gì không được. Dạ. Nói chú kêu vô phòng đi. Con đang ở trong phòng. Mày dưới này. Mày xuống dưới này. Ủa chú nằm ở đâu vậy? Con không thấy mặt chú vậy. Sao con thấy mặt chú vậy chú? Con quen không được chú ơi. Khi nào được thì gọi chú. À chú ơi. Không tắt.
có quay camera đây không thấy không? Hồi nãy con có quay lại không? Dạ không. Ông kêu con quay dưới con không quay quay. Ông nói chừng nào được thì quay lại cho điện lại cho chú. Hồi nãy con có thấy mặt ông không? Dạ thấy. Có chụp lại không? Con quên chụp lại. Thì nhưng mà ổng quay cái cửa sổ, quay cái tủ áo mà. Chủ yếu là quan trọng là thấy cái mặt. Dạ. Nhưng mà ổng quay cái tủ áo không à? Ổng quay cái áo còn ổng không hả? Dạ. Bây giờ á, bây giờ thiệt tình thế nhờ như ý chụp cái tấm hình lại thiệt tình. Bây giờ khoan từ từ thôi. Nhưng mà bây giờ con ghi âm đi, khoan từ từ nghe. Chuyện nào con chú kêu hả con hả ghi. Nếu bây giờ chú muốn con, chú muốn á thì sao rồi chú cho con thấy mặt đi rồi con làm theo như ý chú. Nhưng mà chú ơi, chỉ được một lần thôi, nhanh nhanh để mẹ con la. Thì con nói vậy thôi, còn ổng điều lạ, con hòm sẵn đi. Con để cái mic à sao ở dưới cũng được đâu, không cần nó cầm đâu. Rồi con để hai đây để nó hút vô chừng rồi. Mở cái lò lớn là mở hàm lượng lớn lên. Rồi. Yêu cầu mà con cầm sẵn cái nút này đi. Nút bên đây. Cầm sẵn nút bên đây. Vừa lú cái mặt qua là con nhấn vô liền là nó dính liền à, hiểu không? Rồi đó con điện lại một lần nữa coi. Ồ sao? Điện. Ủa sao chú không cho con thấy mặt chú? Trời ơi. Chú thấy con nhưng mà con không thấy chú. Không tắt nữa. Già là khốn nạn thiệt chứ. Alo. Alo. Ừ, sao? Chụp đi. Dạ con chụp không có được. Chụp thì gọi video á, gọi hình á. Chú gọi lại đi. Gọi hình rồi đưa xuống. Chú gọi lại đi con mất máy. Đừng ổng gọi lại, con yêu cầu cho thấy mặt đi. Rồi con cho thấy, đúng không? Con cứ nói gạt ổng. Nói vậy chú cho con thấy mặt đi rồi con cho rồi con gái đi vô phòng ngồi đi con. Chưa từ từ cho là chú kia bắt máy bắt rồi. Nói mẹ con đi rồi, mẹ con mới đi rồi, bây giờ chú cho con thấy mặt đi nào, nên con chưa thấy mặt chú. Rồi con cho chú giờ. Bắt đi con. Con nghe là chú. Sao con thấy mặt chú vậy hết vậy? Thấy chú làm gì? Chú thấy con là được rồi. Con thấy mặt chú nè, con dòm lắm mà. Chú để chú thấy mặt con rồi con thấy mặt chú. Chú thấy con được rồi. Nhà thờ chú để cho con thấy mặt chú mà sao ba không cho thấy. Từ từ gọi lại nè. Mai đi. Thôi tối gọi lại nè. Dạ. Ờ, nó tối rồi lại. Chú không thấy mặt luôn. Không, chú thấy mặt đấy, cái gì che lên rồi, thấy cái gì trắng trắng che lên rồi. Che cái mặt đây luôn hả? Dạ. Hay che cái bụng. Con bé nó thấy cái gì trắng trắng á. Chồng lấy cái áo rồi cái thằng nhóm camera lại cái gì á. Chụp camera lại hả? Dạ.
Tài khoản này nha mấy mọi người, tài khoản Tài Nguyễn nha mọi người. Đây là một cái tài khoản mà chuyên là không phải là không biết là như ý là người thứ mấy luôn rồi đó, mà họ bung cái đồng tiền ra là họ làm ăn những chuyện thất nhân vậy đó mọi người nè. Đó, vô kéo cho mọi người xem luôn nè. Nè. Đó. Đây là mọi người thấy không? Đó. Kêu gửi hình đi đàng hoàng luôn nè. Đó. Đây nè. Chụp hình rồi gửi qua Zalo nè mọi người thấy không? Đây nick tài khoản Tài Nguyễn nha mọi người. Đó. Dùng đủ mọi lời lẽ luôn, chú mua xe đạp điện cho con. Đây nè. Đó, chú mua xe đạp điện cho con. Còn rất nhiều nha mọi người. Còn những hình ảnh đồ trị đó mọi người, đây nè. Đó, mọi người thấy không? Còn rất là nhiều luôn. Chưa lớn rồi con không muốn cái đó nữa đâu. Ừ. Mà từ lúc mà chú cho con hỏi, con cho chú hỏi là từ cái lúc mà cái người đàn ông đó gửi hình cái người đàn ông đó đó, khỏa thân đó cho con xem đó. Rồi con có gửi lại cho cái người đàn ông đó cái tấm hình nào không? Dạ không, con không có gửi cho cái ông đó tấm hình nào hết trơn á. Ừ. Nhưng mà con thấy cái sự việc của cái ông đó con sợ không? Dạ sợ. Ừ. À, bây giờ cái người đàn ông đó lúc đầu á, thì sử dụng những cái lời nói như thế nào để yêu cầu con gửi những cái hình và những cái video nhạy cảm đó? Người ta có sử dụng lời ngon tiếng ngọt hay là người ta có sử dụng những cái đồng tiền ở trong cái lời nói của người ta không con? Dạ có. Thí dụ giờ cái chú đó nói như thế nào là con nói lên đây cho chú với cộng đồng mạng đều nghe. Chú đó, nên nó kêu sao? Gửi tấm hình ở đây rồi để chú cho tiền. Ừ. Chú gửi tiền qua. Ừ. Và chú có hứa là gửi bao nhiêu không? Dạ không, chứ không có nói, chú chỉ nói gửi tiền ra thôi. Ừ. Nhưng mà một ngày là điện cho con bao nhiêu lần? Dạ một ngày điện cho con hình như cỡ hơn chục cuộc á. Một chục cuộc, nhưng mà một chục cuộc điện thoại đó, người đàn ông đó là yêu cầu con hết một chục lần luôn hay là chỉ yêu cầu được vài lần thôi? Dạ vài lần thôi à, không có nhiều lần. Ừ, có nghĩa là điện một chục cuộc là chỉ kêu con gửi hình chừng khoảng chừng 4-5 cuộc gọi thôi ha. Dạ. Còn những cuộc gọi khác là điện con để hỏi thăm cái gì? Dạ. Những cuộc gọi khác á, điện con nói cái gì? Dạ, mấy cuộc gọi khác hỏi thăm con ăn cơm chưa, làm cái gì đó. Ừ. Mà thường là kêu con gửi hình vào ban đêm hay ban ngày? Dạ, ban ngày. Rồi ban đêm có kêu con gửi hình không? Ban đêm thì không, ban ngày không à. Ừ. Và con bây giờ con cũng lớn rồi. Dạ. Con cũng cảm nhận được rồi, mà con nghĩ tới những người đàn ông á mà họ yêu cầu mình làm những cái điều đó đó, con thấy con sợ không? Dạ sợ. Ừ. Rồi từ đây trở về sau là con nên thận trọng nha. Dạ. Nói chung thì mẹ cũng khờ, con thì con không được lanh lẹ. Dạ. Đừng có để cho mọi người sử dụng cái lời nói mà kèm những cái đồng tiền hay những cái vật chất. Dạ. Rồi họ kêu mình làm cái này làm cái nọ để cho họ được thỏa mãn cái con mắt đó con. Dạ. Và con nghĩ đi, rồi chú đó gửi tiền cho con rồi đó, là gửi bao nhiêu? Dạ 1 triệu. 1 triệu. Thì con nghĩ đi, cái 1 triệu đó nó có mang lại cái giá trị cho con với mẹ con không? Dạ không. Ừ. Nó không có mang lại cái giá trị đúng không? Cái đồng tiền đó là đồng tiền dơ bẩn rồi đó con. Dạ. Và từ đây trở về sau mà người đàn ông nó có gọi điện và có yêu cầu con gửi những cái tấm hình mà đồ trị đó, thì lúc đó là con phải từ chối liền nha. Dạ. Đó thì vài lời thì con gửi cái người đàn ông đó và con nói người đàn ông đó như thế nào để người đàn ông đó cảnh tỉnh. Có thể là sau này cái video của con để cho mọi cô gái đồng trang lứa và cùng tuổi như con sẽ không còn bị gạt giống như vậy nữa. Dạ. Để con gửi lời đến chú đó thêm một lần nữa đi chú nghe. Dạ. Chú ơi, chú thương con là chú gửi tiền giúp đỡ bà con thì được,
Chứ chú đâu có gửi cho con cái tấm hình đó, đâu có kêu con làm như vậy nữa. Chú ơi, chú lớn rồi, chú đâu có gửi cho con cái tấm hình bậy bạ đó thì chú ơi. Mà cũng đừng có bắt con gửi hình của con cho chú. Chú đâu có bắt con gửi hình của con cho chú nữa, con có gửi đâu.